performance. Đi vào thử phát nhé, sao nó này chất lượng. Ơi, nhầm. À, online được. Được đến tin rồi. Mình connect. Thôi, không nên làm nhiều các bạn, có thể học bạn quét đấy. Play local 4v4 nhá. Shocka. Hop. Boomer. Headshot. Drop shot. Mát này đấy. Rồi đấy, mát. Yon blue, yon orange. Có orange đấy. Mình chỉ nhầm thôi các bạn ạ. Được, bảo sao. High quality nên là tối đa. Tối đa hiệu ứng hình ảnh. Đây rồi, là ván game đầu tiên của mình. Chú tím spec. Mình ở chế độ luyện tập các bạn ạ. Sao cảm giác nó có lái khó thế nào nhỉ? À, ấn spec một lần là nó sẽ lốc cái quả bóng này nha các bạn. Như vậy các bạn quay đâu cũng lốc quả bóng ạ. Này các bạn thấy không? Còn tắt spec đi các bạn có thể quay mọi hướng các bạn thích. Nhảy là chuột phải, còn tăng tốc là chuột trái. Các bạn có thể đi qua những cái điểm năng lượng này để nạp năng lượng vào, lúc đó thì các bạn có thể sử dụng những cái phóng như thế này. Các bạn thấy không? Làm sao mà nó nhảy được quay tròn các thứ được nhỉ? Sẽ lướt qua cái phần option controller. Rồi. Phải left. Left đây. E rolling right. Lăn sang trái, lăn sang phải. Spacebar, focus on board. Đây này. Combo, skip music track. Cái này các bạn có thể chọn nhạc nữa các bạn. Nó có hệ thống nhạc sẵn trong cái tích hợp trong tựa game luôn. Nhưng mà mình thì mình tắt nhạc cái rồi. Mình sẽ lồng một cái nhạc khác vào. Bỗng đúng một vòng rồi à? À, lăn sang trái, lăn sang phải đấy các bạn. Thử lại lần nữa. Bọn các mình thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp về Rocket League ấy, thì họ có thể đó nhảy lên cho họ bay rất là thích. À. Vì mình sử dụng phím W khi đang bay cho nên là nó mới bị cắm đầu lộn tròn như vậy. Có thể nhảy double jump được à? Hay nhỉ? Để thử lại lần nữa nhé. Đó, double jump được các bạn ạ. Được rồi. Đây là những cái cơ bản mình đã nắm được rồi. Đây là chế độ luyện tập. Mình nhớ làm lần nữa nhé. Đi ban ạ. Ây, đi còn chưa được nữa. Đây là cái vòng tròn này sẽ nạp đầy năng lượng của chúng ta luôn các bạn ạ. Đi ăn thôi. Ây. Điều khiển cái xe này để điều khiển quả bóng thì cũng không phải đơn giản. Cũng phải luyện tập khá là nhiều ấy. Ây à. Ây à. Này là đơn giản nhất.
Đấy, phải cho quả bóng rơi ở bên trong mới được các bạn ạ. Làm sao để tâng quả bóng vậy nhỉ? Lên bóng. Ừ, không vào. Ây. Quay lại. Bóng, bóng, bóng. Chưa thì vào. Cái này giống bóng rổ hơn là bóng đá. Đây là chế độ mới của tựa game này. Lên. Ơ kìa. Ờ mình đi lọt được cái này. Sao tâng lên nhỉ? Điều khiển cái xe tâng quả bóng lên thật là khó. Ba mươi giây. Có lẽ không ghi nổi một bàn. Không được rồi. Mình phải luyện tập nhiều hơn nữa thì mới có thể làm được cái việc đó là ghi bàn vào cái rổ tròn này. Bây giờ thì mình sẽ ra thử chơi cái phần gì nhỉ? Phần đấu đội nhá. Xem như thế nào nhá. Cái này chỉ có đấu một mình thôi. À, no bot này các bạn chưa? Deadshot. Nãy mình quên chỉnh bot. On star. Thôi chỉ rookie thôi. Team setting. Đây là chỉnh phần chơi. Chúng ta có thể chỉnh các cái chức năng liên quan đến cái trận đấu này. Khá là nhiều. Gravity. Trọng lực. Super High. Mắt may nhảy như thế nào. Được rồi. Great Mắt. Mình chọn thêm cao. Đây, đồng đội các bạn. Hả? Có ghi bàn luôn nữa. Philip. Nhanh vậy. Đây là cách chơi mới các bạn ạ. Tất cả vậy. Vấn đề nó nằm ở đây. Chris Freeman nhé. Shaka. Hop. Cái bóng rổ rồi. Đúng rồi. Hop. Đâu đây. Mình sẽ chọn Shaka. Bóng đá. Bắt đầu. Mau nào nhìn đẹp tí nhỉ. Mau nào có khán giả đang hoành tráng. Này sẽ là 3-4-4 và có bot Loki đi setting password rồi Christmas luôn. Chơi online à? Cái này don't do this not. Chơi là online mà, được không? Đây, phải lấy local đúng không? Local nó đi rồi. Bot nào? Rồi, có bot các bạn ạ. Ok.
bóng sẽ bay đi và nó sẽ bay đây rồi. Đấy đấy của tao. Ừ. À, nó khó điều khiển các bạn ạ. No. À, bóng lên tay anh. Ôi, ôi, hay rồi. Đấy đấy em ơi. Ê. Trời ơi. Ôi mình. Ơ trời ơi. Cứ bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. À đây rồi, đây rồi. Ô, đừng có bay vào lưới. Lại chưa thôi. Ơ nó không mình. Chưa rồi. Mới nào, khi đến một bàn nào. Khi một bàn danh dự nào. May hả bởi. Ây, nhầm bóng rồi. Không được. Rồi, bóng lại bay về phía dưới luôn. Ơ của anh. Hay quá, ghi bàn đi bạn ơi. Ghi bàn đi. À! Trời ơi, người ghi bàn này không phải là mình. À! Một phát ghi bàn luôn. Có vào không? Không vào, tiếc nhỉ. Ây à, chưa thôi. Ây à, điều khiển cái xe này khó rồi. Ây, chưa. À đây rồi, bóng lại tới. Hay ta. Vào. Ồ. Mình vẫn chưa ghi được bàn nào các bạn ạ. Toàn đồng đội ghi bàn thôi. Ôi, sút trượt rồi. Những tình huống như vậy nếu mà sút thẳng được vào gôn thì hay quá. Tình huống bóng đứng yên. Vào. Yeah, được rồi, mình ghi được một bàn đó các bạn. Các bạn hãy cùng nhau xem lại pha ghi bàn kinh điển của mình. Đúng vậy. Chạy ra giữa sân và vua lê một cú kinh điển. Bóng tung lưới đối phương. Quá đẹp mắt đúng không nào. À, cơ hội nữa kìa. Ôi, chưa thôi. Nhầm hướng. Ây, gần kịp. Mình đang định đánh lưng một quả cho bóng bay ngược vào lưới. Bàn thứ hai các bạn ơi. Đẹp không? À, chắc mình đi thi đấu Rocket League chuyên nghiệp quá. Thế này đội bạn sao đỡ được. Sổ rồi. Kinh không? Quá chất đúng rồi. Ô cơ hội này. Cơ hội ghi bàn thẳng con này. Vào. Không tới. Không tới. Có vây quá cao. Được rồi. Vào ngoài nào. Dẫn bóng đi các đồng chí. Ôi chết rồi. Đứng không chạm vào bóng. Ha ha. Dẫn thẳng bóng vào lưới đối phương ạ. Ôi trời ơi. Cơ hội ngàn vàng vậy mà. Đánh đầu chưa rồi. Đẩy lại bóng về phần sân đối phương.
Để bóng ra ngoài, để bóng ra ngoài, để bóng ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi, để bóng ra ngoài, để bóng ra ngoài. Và ôi trời ơi. Không có chuyện đấy đâu. Ai ô, sao lại hút không nhau, trời ơi. À trời. Đến nào. Vào. Vào. Hát trích rồi các bạn ơi. Ba bàn. Chơi hay thế này đi. Làm sao đội bạn có cơ hội, đúng không nào? Cú sút vào góc gần. Đây rồi, lại cơ hội ghi bàn, cơ hội ghi bàn, cơ hội ghi bàn. Mình biết ngay mà kiểu gì có rất có cơ hội ghi bàn ở những tình huống như thế này. Các bạn cùng xem lại pha ghi bàn kinh điển của mình à? Sợ này ơi. Trời. 4 bàn rồi. Làm lại phát nữa nhỉ. Ừ, chưa rồi. Chưa rồi, mình hết năng lượng rồi. À đây. Xem bóng. Ôi. Không chuyện các chú ghi được bàn nào trong trận đấu này đâu. 9 giây, 8 giây. Bảo toàn tỷ số 6-0. Ghi bàn cuối không? Với đồng đội. À, sẽ phá bóng của nhau, trời ơi. Được rồi, đội mình đã thắng với tỷ số là 6-0 và 4 bàn là thuộc về mình. 4-3 nhỉ? Như là 4. Đúng rồi, mình ghi 4 bàn. Kinh quá đi. Được rồi, đó là một trận đấu Rocket League. Các bạn có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó còn có chế độ chơi bóng rổ lúc nãy mình đã thử đúng không nào? Thì có lẽ mình sẽ dừng ở đây thôi. Rocket League. Đây là một tựa game rất hay nếu các bạn có điều kiện để có thể chơi online đúng không nào? Còn chơi một mình thì chúng ta sẽ chỉ có thể là vừa nghe nhạc vừa chơi như mình vừa rồi thôi. Không có gì gọi là quá nhiều đặc sắc cả, cũng khá là dễ. Các bạn có thể tăng độ khó của cái boss lên để các bạn có thể trải nghiệm game một cách hardcore hơn nữa. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn đó là với những tựa game một thể loại thể thao hoặc là còn online như thế này nữa thì các bạn nên mua game để chơi, để cảm nhận được những cái điều hay nhất mà một tựa game thể thao mang lại cho chúng ta đúng không nào? Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game Rocket League Offline. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Và các bạn cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like và Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.